Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Mai Anh. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Sáng nay, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Kiếm Sắc với sự tham gia của 45.000 quân nhân, hàng trăm máy bay và tàu chiến. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 1 tháng 11, diễn ra trên toàn lãnh thổ Nhật Bản nhằm nâng cao khả năng tác chiến và hệ thống phòng thủ tên lửa giữa hai quốc gia. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của Australia và Canada cùng với các quan sát viên từ nhiều quốc gia và đồng minh NATO. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng hành động răn đe chiến lược liên quan trực tiếp đến an ninh nhà nước, bao gồm năng lực của các cơ sở phóng tên lửa và nhiệm vụ chiến đấu của tên lửa chiến lược. Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của việc hiện đại hóa kỹ thuật toàn bộ lực lượng vũ trang, đồng thời nhấn mạnh tất cả các căn cứ cần hoàn toàn sẵn sàng duy trì năng lực phản kích toàn diện. Lực lượng phòng vệ Israel vừa xác nhận tiêu diệt ông Sayed Hassam Safieddine, người được cho là lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah, sau thủ lĩnh Hassan Nasrallah trong một cuộc tấn công 3 tuần trước tại khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang gây áp lực lên Israel nhằm tận dụng việc tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để giải phóng các con tin bị bắt kết thúc chiến tranh ở giải Gaza. Liban ngày hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ trong bối cảnh nước này cần 250 triệu đô la Mỹ mỗi tháng để hỗ trợ cho hơn 1 triệu người dân đang phải di rời do các vụ tấn công của Israel. Nỗ lực của Liban cũng như sự hỗ trợ quốc tế đến nay mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu. Dự kiến nhu cầu sẽ ngày càng lớn khi các đợt không kích của Israel vẫn tiếp diễn mỗi ngày, gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và cuộc sống của người dân. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Slovenia Robert Golob ngày hôm qua đã hội đàm tại Nhà Trắng, trong đó trao đổi về cuộc trao đổi tù nhân đa quốc gia hồi đầu tháng 8 vừa qua giữa Hoa Kỳ, Nga và Slovenia. Trước đó, Hoa Kỳ đã thuyết phục thành công nước này thả 16 người bị nước này giam giữ, gồm 8 công dân Hoa Kỳ và 8 người Nga. Trong khuôn khổ chuyến công du Đức, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thủ đô Berlin. Trong đó, hai bên đều duy trì quan điểm ủng hộ Ukraine. Về tình hình Trung Đông, Đức hy vọng về một lệnh ngừng bắn tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được bằng giải pháp hai nhà nước. Trong khi đó, Phần Lan hy vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ được tăng cường trong thời gian tới tại khu vực. Giới chức Cuba thông báo tính đến 6 giờ sáng ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, Liên minh Điện lực Cuba đã thành công kết nối hai hệ thống điện cấp vùng và đang nỗ lực kết nối một hệ thống khác ở khu vực phía tây của đất nước. Đến chiều cùng ngày, hệ thống điện đã được khôi phục hoàn toàn ở thủ đô La Habana. Các doanh nghiệp đã dần mở cửa trở lại, trong khi các dịch vụ công diễn ra ổn định. Đội ngũ thủy thủ tàu Bệnh viện Hải quân Trung Quốc Pichard đang neo đậu ở Berlin vừa tiến hành ca phẫu thuật u nang thận cho một bệnh nhân địa phương. Đáng chú ý là ca phẫu thuật được thực hiện bằng robot dưới sự điều khiển từ xa của đội ngũ bác sĩ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên robot phẫu thuật trên tàu sử dụng mô đun phẫu thuật từ xa, đồng thời thiết lập kỷ lục về khoảng cách phẫu thuật xa nhất trên thế giới. Theo kết quả thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mà Reuters Ipsos công bố hôm 22 tháng 10, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang nhận được tỷ lệ ủng hộ là 46%, dẫn trước so với 43% của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, các ứng cử viên đang tập trung vào các chính sách kinh tế để thuyết phục cử tri Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos kéo dài 6 ngày, kết thúc hôm 22 tháng 10. Kết quả này không khác nhiều so với cuộc thăm dò trước đó, với tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 45% và tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 42%. Theo Reuters, tỷ lệ sít sao này củng cố quan điểm rằng cuộc đua đang cực kỳ căng thẳng khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy cử tri có cái nhìn không mấy tích cực về tình hình kinh tế và vấn đề nhập cư.
Nhìn chung, họ ủng hộ cách tiếp cận của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump về những vấn đề này. Khoảng 70% số cử tri đã đăng ký tham gia cuộc thăm dò cho biết chi phí sinh hoạt của họ đang đi sai hướng, trong khi 60% cho biết nền kinh tế đang đi sai hướng và 65% cho biết chính sách nhập cư cũng như vậy. Các cử tri cũng cho biết nền kinh tế và nhập cư cùng với các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 10, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris bày tỏ hy vọng sẽ chấm dứt sự chia rẽ về mặt ý thức hệ và chủng tộc, vốn là đặc điểm của diễn ngôn chính trị tại Hoa Kỳ. Bà Harris thừa nhận cử tri Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống nào có kế hoạch cụ thể để cải thiện cuộc sống của họ. Tại các sự kiện vận động tranh cử của tôi, có thể thấy đủ giới tính, tầng lớp xã hội ở đó. Bất kể họ là ai, người dân Hoa Kỳ đều muốn tổng thống tương lai của họ phải có kế hoạch cắt giảm chi phí, phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò, phần lớn người được hỏi lại cho rằng ông Trump có cách tiếp cận tốt hơn về vấn đề kinh tế so với bà Harris. Trong phần thăm dò riêng về vấn đề nhập cư, ông Trump cũng đạt sự ủng hộ lên đến 48%, cao hơn nhiều so với mức 35% của bà Harris. Nhưng với câu hỏi ứng cử viên nào giải quyết tốt hơn chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, bà Harris nhận được tới 42% sự ủng hộ, trong khi ông Trump chỉ nhận được 35%. Các cuộc khảo sát toàn quốc, bao gồm các cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos, đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả của đại cử tri đoàn theo từng tiểu bang sẽ quyết định người chiến thắng. Tính tới ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, gần 19 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đang tới gần. Con số này cao hơn 10% so với cùng thời điểm của bầu cử năm 2020. Với sự khuyến khích của cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều cử tri Cộng hòa đã đi bỏ phiếu trước ngày tổng tuyển cử, với số người đi bỏ phiếu kỷ lục tại một số bang chiến trường như Georgia và Bắc Carolina. Các cử tri được lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua bưu điện. Các ứng viên tổng thống thường khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm để họ có thể tập trung nguồn lực thuyết phục các cử tri còn do dự bỏ phiếu cho mình vào phút cuối. Tại Hoa Kỳ, một ứng cử viên trở thành tổng thống không phải bằng cách giành được đa số phiếu phổ thông toàn quốc, mà thông qua một hệ thống gọi là đại cử tri đoàn. Hệ thống này phân bổ phiếu đại cử tri cho 50 tiểu bang và quận Columbia, chủ yếu dựa trên dân số của từng khu vực. Phóng sự sau đây sẽ khái quát cách mà đại cử tri đoàn hoạt động trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Khi cử tri đi bầu tổng thống, họ thường chỉ thấy tên của các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống trên lá phiếu. Tuy nhiên, thực chất, họ đang bỏ phiếu cho một nhóm người, hay còn gọi là đại cử tri đoàn. Có tổng cộng 538 phiếu đại cử tri và một ứng cử viên cần giành được ít nhất 270 phiếu để chiến thắng. Mỗi đại cử tri tương đương với một phiếu trong đại cử tri đoàn. Cử tri đoàn là hệ thống mà những người sáng lập đất nước nghĩ ra để giúp họ lựa chọn Tổng thống Hoa Kỳ. Cách thức hoạt động của nó là thay vì tổ chức một cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc, mỗi bang sẽ bầu ra một nhóm đại cử tri nhất định, gọi là đại cử tri đoàn, để thực sự chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống. Mỗi tiểu bang có số phiếu đại cử tri tương ứng với tổng số ghế đại diện và thượng nghị sĩ của bang đó trong quốc hội. California, bang đông dân nhất, có 54 phiếu đại cử tri, trong khi 6 tiểu bang có dân số nhỏ nhất và quận Columbia chỉ có 3 phiếu, số phiếu tối thiểu được phân bổ cho một bang. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn trong mức độ đại diện. Một phiếu đại cử tri ở bang Wyoming, bang ít dân nhất, đại diện cho khoảng 192.000 người, trong khi một phiếu ở Texas, bang đông dân hơn, đại diện cho khoảng 730.000 người. Đa số các bang đều áp dụng quy tắc người chiến thắng được tất cả. Ứng cử viên nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất sẽ giành được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Các chiến dịch thường tập trung vào các bang dao động, nơi một thay đổi nhỏ có thể quyết định toàn bộ phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử hiện tại, các bang chiến địa quan trọng bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Bắc Carolina, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Hệ thống đại cử tri đoàn đã gây ra nhiều tranh cãi và có lịch sử lâu đời, bao gồm cả trường hợp các ứng cử viên nhận được ít phiếu phổ thông hơn nhưng vẫn thắng cử. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri, đánh bại ông Donald Trump, người chỉ nhận được 232 phiếu. Các đại cử tri sẽ tiến hành họp vào ngày 17 tháng 12 để chính thức bỏ phiếu và gửi kết quả đến Quốc hội. Nhìn chung, cuộc họp của các đại cử tri thường mang tính chất nghi lễ. Trong đó, họ chỉ bỏ phiếu theo kết quả bỏ phiếu phổ thông trước đó ở tiểu bang của mình. Quốc hội sẽ kiểm phiếu vào ngày 6 tháng 1 và Tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
Theo thống kê, ông chủ của Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã chi 75 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong 3 tháng vừa qua. Việc ông Elon Musk đầu tư nhiều tiền cho ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã thu hút được sự chú ý lớn của dư luận. Việc tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Trump sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7 đánh dấu sự chuyển hướng chính trị của ông sang cánh hữu với quan điểm bảo thủ. Theo những thông tin trên truyền thông Hoa Kỳ, để có được sự ủng hộ của ông Musk, cựu Tổng thống Trump đã đề xuất một vị trí quan trọng nếu tái đắc cử. Vị trí này rất có thể là lãnh đạo một ủy ban do Tổng thống thành lập, có chức năng kiểm soát hoạt động ngân sách của chính phủ liên bang, chủ yếu là có trách nhiệm hoặc quyền hạn đề xuất cắt giảm chi tiêu, xây dựng quy định để chính phủ hoạt động hiệu quả và tiết kiệm. Trước đây, một số Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã từng thành lập ủy ban theo hình thức này để giảm thiểu lãng phí và tăng tính hiệu quả. Với vai trò của mình, nếu được bổ nhiệm, kết hợp mối quan hệ với người lãnh đạo, được xem là quyền lực nhất thế giới, tỷ phú Musk không chỉ chủ động trong việc mở rộng kinh doanh với chính phủ, giải quyết các vướng mắc pháp lý, mà còn có cơ hội thực hiện giấc mơ mà ông gọi là thiết kế lại thế giới. Cho đến nay, các doanh nghiệp của ông Musk đang có những hợp đồng hợp tác khổng lồ với tổng giá trị hơn 15 tỷ đô la Mỹ, ví dụ như công ty SpaceX với Bộ Quốc phòng, cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA hay Tesla với các khoản tín dụng thuế và trợ cấp xây dựng mạng lưới chạm sạc trên toàn quốc. Nếu trở thành cố vấn của Tổng thống, tỷ phú Musk sẽ có cơ hội khai thác tiềm năng tài chính không hạn chế của Hoa Kỳ, mở rộng các hợp đồng sang lĩnh vực an ninh quốc gia, quân sự. Tác động từ các khoản đầu tư hàng triệu đô la Mỹ cũng như ảnh hưởng của ông Musk đang giúp ông Trump có được nhiều lợi thế trước bà Harris. Tỷ phú Musk đã đặt một cơ sở tại bang Pennsylvania, một bang chiến địa được xem là góp phần quan trọng vào kết quả bầu cử, để giám sát hoạt động của ông Trump tại bang này và vận động tranh cử đi bỏ phiếu. Trong nỗ lực mới nhất, tỷ phú Musk cam kết tặng 1 triệu đô la Mỹ cho một cử tri ngẫu nhiên sống tại 7 bang được xem là chiến địa, ký đơn kiến nghị trực tuyến ủng hộ hiến pháp Hoa Kỳ, đặc biệt là tu chính án thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, mỗi cử tri đã đăng ký qua bang Pennsylvania, ký bản kiến nghị, cũng nhận được 100 đô la Mỹ, và nếu giới thiệu được một cử tri khác, sẽ nhận được thêm 100 đô la Mỹ nữa. Giải pháp được xem là dùng tiền đổi lấy ủng hộ này của ông Musk hiện đang nằm trong tầm ngắm của giới chức Hoa Kỳ và có thể sẽ gây ra các tranh cãi pháp lý gay gắt. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tại thành phố Kazan, Nga, Tổng thống Nga Putin đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc sắc cùng với bữa trưa thân mật để tiếp đón các nhà lãnh đạo của nhóm BRICS. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa các nền kinh tế mới nổi. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các đoàn đại biểu của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS hôm qua đã tới thành phố Kazan của Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 16. Nước chủ nhà Nga đã tổ chức một buổi hòa nhạc, các bản nhạc dân gian để chào đón các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Các nhà lãnh đạo sau đó đã có bữa ăn tối thân mật trước khi bắt đầu các chương trình nghị sự. Các chương trình chào mừng đã tạo nên không khí ấm cúng, kết nối các nhà lãnh đạo trước khi bước vào chương trình nghị sự chính thức. Đáng chú ý, đây là hội nghị đầu tiên của BRICS theo định dạng mở rộng gồm 9 nước, ngoài Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, còn có thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với chủ đề tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng, chương trình nghị sự của hội nghị năm nay tập trung bàn thảo về cách thức tạo ra một hệ thống tài chính trên tinh thần công bằng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, ủng hộ các nguyên tắc đa phương và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Kết quả của hội nghị được xem là cơ sở để củng cố vị thế của BRICS trên trường quốc tế. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia cùng lãnh đạo 6 tổ chức quốc tế, bao gồm Tổng Bí thư Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.